Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ gì. Vì anh đã cho lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhau mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Em năn nỉ đi tắm mình như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm, kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về nó thú quắc bắt em hửi vậy á. Đó là không chịu tắm. Quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần, tiết kiệm nước cho gia đình không và cả chị. Ở do sống lâu chị ơi, thiệt. Đó thấy chưa? Khi nào một hai ngày không tắm rồi. Lâu lâu cũng có nữa. Em giặt đồ em phát hiện, em hỏi thì kêu tắm rồi. Xạo, tắm rồi sao không thấy áo quần? Mặc lại, trời ơi, lòi tiếng Huế luôn rồi kìa. Dạ, người ta bức xúc dữ lắm, tao mới lòi dùng miền của người ta đó. Em bao giờ lãng mạn được chị? Thiệt. Ngày xưa hả? Em lúc nào em cũng nào hay bắt đầu suy nghĩ nha. Lên mạng học quá trời câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ. Nổi da gà chị. Bị nổi da gà. Thiệt. Rồi hả, đi mua quà nha. Trời hôm nay mua vậy? Tốn tiền. Không mặc, mua hai cái đầm, không mặc, trời rít nóng luôn, lấy đầm ra cắt luôn chị. Vậy đó hả? Tiếng nghe nóng mà. Thấy hả, vợ không có bếp xài, bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà. Trời ơi, mua cái bếp chi vậy, nhà có bếp lửa rồi, mượn người ta cũng được. Chào tất cả các bạn xem đài, em là Nguyễn Huỳnh, em năm nay 30 tuổi và nghề nghiệp của em là ca sĩ tự do. Em thường là mình hát dòng nhạc nào? Thường là thính phòng với lại ballad. Chữ tình vừa thính phòng là dữ lắm đó nghe. Dạ, à. Nhưng mà bị cái là em không hát được bolero. Mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Trương Thị Ý Nhi. Hiện tại em 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch và em đến từ Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế. Mà sao nói giọng miền Nam hay vậy? Nhưng mà vẫn còn nhớ giọng quê mình không? Dạ, em về quê thì em nói giọng Huế, nhưng mà ở đây thì em lại nói giọng ở miền Nam để... Em quen rồi đúng không? Dạ, mà em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ, ở Huế. Ở Huế đúng không? Dạ. Em là em có em bé chưa? Dạ, hiện tại em vừa sinh em bé được 3 tháng. Đây là con cua mới lột. Đó, cho nên nhìn rất là trắng nõn nè. Lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu nè? Thời xưa á, là bé này là học trò của bạn em. Thì tới một cái lúc rồi đó là hai đứa vô tình là chạm mặt nhau trong một show nhỏ của quận á. Em mới được add vào group. Thì em thấy bé này nói chuyện kiểu mà cũng đi hát giống mình mà sao mà nói chuyện mà cứ e thẹn á. Là đó giờ em mới gặp lần đầu luôn á. Cái em mới vô Facebook em xem kiểu mà giản dị á. Từ đó giờ em quen toàn là mắt tím môi hồng đồ lộng lẫy rồi không à, vàng gió mới đó chị. Kiểu vậy nhắn tin làm quen rồi bạn cũng đâu có chịu đâu có trả lời đâu. Không thèm trả lời mình luôn. Em nói chuyện mình vậy. Lúc gặp lại thì em mới nhận ra là 2 năm trước đã từng đi chung một show rồi. Là có duyên đó. Dạ, nhưng mà lúc đó ảnh tới trễ chị, cho nên em thì em lại rất là ghét ai không có đúng giờ. Sau khi ảnh nhắn tin làm quen em á thì em mới nhớ lại là cái đã từng gặp người này rồi. Bây giờ mới có duyên để gặp lại. Dạ, là và em không thèm trả lời luôn. Dạ, em không thèm trả lời. Không thèm trả lời. Dạ, vô tình trên trang Facebook của em á mới hiện lên cái clip anh này hát live thì em nghe rất là hay. Thì em với bình luận em nói là chừng nào anh đi hát ở chương trình nào á thì anh cho em một vé đi xem nha. Ảnh mới vô nhắn tin lại thì em mới trả lời. Quỳnh, em hát lại thử chút xíu cái bài mashup mà tạo ấn tượng của vợ em bây giờ đi Quỳnh. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy, vì anh đã cho lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Nhìn vào sâu đôi mắt em có biết trong anh muốn nói điều gì, rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã bằng ánh mắt đôi môi cử chỉ mỉm cười, rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Hay quá. Cái này là cái kiểu gì nè? Trời ơi. Bây giờ nếu mà bạn coi qua màn hình đúng không? Bạn nhìn vô ánh mắt của bạn này thì lúc nào mình cũng nghĩ là bạn ấy đang nhìn mình không à? Bởi cho nên là không phải mình em đổ ở cái bài mashup này đâu, mà bất kỳ ai mà khi nghe cái bài này cũng tưởng là bạn này dành riêng cho mình hết. Đúng không? Và em nghe cái lời lẽ của nó đốt cháy con tim của chúng ta. Em muốn rụng tim. Rụng tim. Không, anh nhìn vào đôi mắt của em lúc khi mà em nghe anh hát hồi nãy, anh cũng thấy là có chút gì đó nó rất là lung linh. Hồi tưởng lại nó vẫn như phút ban đầu. Như phút ban đầu đó. Rồi rồi vậy sau cái đó thì bao nhiêu lâu tụi em chính thức gặp nhau ngoài đời? Trước cái show đó là tụi em phải đi tập trước. Bữa đó hẹn nhau tập ở nhà thiếu nhi.
Vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua, anh hỏi em uống gì không. Em không uống gì hết. Sau anh câu thứ hai anh hỏi là người yêu anh nha. Trời ơi, rồi. Sao nhanh như vậy? Em cũng bất ngờ đó vì em thấy rất là nhanh. À, trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa. Là lúc đó anh bước vô là chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết. Thì lần thứ hai là anh hỏi là người yêu anh. Cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa? Thật luôn anh, thiệt. Cái kiểu mà anh hiểu cái cảm giác mà tiếng xét khi mà đúng gặp rồi, chúng người á. Lập chúng người cái em thì cũng thuộc dạng là đào hoa đó. Nhưng mà nói thiệt, lúc đó là em đã quen bao nhiêu cô trước đó rồi? Cần nói không em? Ký đơn duyệt mới nói nha. Ừ, nói đi cũng em. Nhiều đó anh. Cũng nhiều đó. Ừ, nhiều lắm, thiệt. Bây giờ cho phép nói là nói luôn, nhiều lắm. Em không có được đẹp trai như người ta, không phải sáu múi mà cũng không có giàu có gì đó. Nhưng mà được cái lưỡi không xương á anh. Là cua là chúng, cua là chúng à. Cho nên em không bao giờ sợ. Em đâu cần nói gì, em hát em dòm thẳng vô trong mặt người ta em hát thôi là người ta rụng nụ hết rồi. Bây giờ người ta đi coi hát không chứ ai đi nghe hát đâu chị. Giờ ta coi hát không phải coi đó. Em mặt đối mặt nè, đối diện là em cứ nhìn xoáy vô người ta em hát một cái là thôi xong hàng. Con mắt đa tình đó chị. Đó. Khi mà em nhận được cái câu hỏi là làm bạn gái anh nghe. Dạ. Lúc đó em nghĩ như thế nào về người đàn ông này? Lúc đó em trả lời là không. Thì một thời gian sau cũng qua lại đi show chung rồi nhắn tin điện thoại các kiểu. Lúc đó quen từ khi nào cũng không quen không. Là có một cái show mà em làm đạo diễn, em gọi bé này đầu tiên. Sau quá trình tập khoảng gần một tháng á thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là em mới bắt đầu là đánh xoáy vô. Ví dụ như mình tập xong nhau, tập nửa tiếng xong, nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ đó. Lần hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó. Em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc cánh đồng không? Anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây. Cũng có tật đó nữa. Dạ, hẹn em đi ăn ở quán đồ nướng. Thì sau giờ làm em mới tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn. Em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi. Hôm nay anh bận việc anh không có tới được. Ông nói tỉnh bơ vậy luôn à? Ông nói tỉnh bơ luôn anh. Sau đó lần thứ hai nữa. Leo cũng, nữa à? Lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em. Leo đờ mi. Trễ mấy tiếng? Dạ trễ 2 tiếng rưỡi. Trời ơi có 2 tiếng rưỡi à Bin. Không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn. Em ngồi em đợi ổng. Rồi hẹn 8 giờ 10 giờ rưỡi tới. Gọi điện cho em kêu là anh tới rồi. Nhưng mà em không có ra. Tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ. Anh mới nói là bây giờ anh mới diễn xong hay là ra rồi xong rồi đi chơi. Nhưng mà giờ đó em ngủ rồi. Em đã tắm rửa lên giường hết trơn rồi. Em không đi chơi nữa. Vậy là anh về. Tụi em yêu nhau mấy năm? Tụi em yêu nhau gần 3 năm. Sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm. Thứ nhất là gia đình. Ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa. Thứ hai đó là công việc nó sẽ không có ổn định. Cho nên là mấy anh chị đồ khuyên lắm. Khuyên bé thôi quen này không có tương lai đâu em ơi. Bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi. Cũng hoang mang đúng không? Hoang mang. Em cũng hứa nhiều lắm chứ. Nói chung là cũng vì con bé cũng đi làm một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp, cũng quay về với nghề hát à. Nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định. Tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà. Do tác động của nhiều phía. Nhưng mà cái đó là từ phía khác. Nhưng mà có khi nào chia tay vì em, bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin? Thì đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi. Thì quen nhau cũng hơn năm. Thì anh cũng sợ em khổ quá. Hai đứa mình làm bạn là được rồi. Em có đồng ý không? Dạ không. Em có một cái niềm tin rất là lớn ở chồng em. Vì em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là có đam mê với nghề hát. Chia tay được mấy ngày? Em chia tay 30 tháng 4. Rồi sáng 2 tháng 5 quen lại. Thì đó, tại vì 30 tháng 4 một năm em mới đi hát đúng không? Em đi show đi hát thôi sẵn vậy chia tay luôn. Đó rồi qua tới ngày kia là hết show rồi. Quay trở lại. Đó tôi biết quá mà. Trước đó là em đã gồng mình rồi, nói thôi kỳ này là phải cố gắng, không được không được yếu lòng, không được mềm lòng nữa. Cứ nghĩ là mình chia tay là mình quên hết, mình coi như là giải tâm giải điếc luôn. Ghê, nó không phải là mùng 1 Tết, mùng 1 hay là 30 Tết á chứ ra tưởng là từ 30 tới mùng 1 ông tưởng chia tay 2 năm. Ông tự mặc định á. Tụi em chia tay nhau tới 2 năm là. 2 năm. Em chia tay từ đêm 30 Tết qua tới mùng 2 Tết mới quen lại. Nhưng mà đi về lại nói với em á là tôi chia tay cho mấy người biết á, cái chữ chia tay không phải dễ nói ra đâu. Xong rồi bỏ đi 2 ngày không liên lạc gì luôn. Có nghĩa là ông tự nói rồi, ông tự diễn giải rồi, ông tự tự hào. Không phải chị, tại vì trước đó là bé này vợ em á là chia tay với em nhiều lần lắm. Lý do sao em chia tay? Đòi chia tay với em hả? Đòi chia tay với em tức mà chị. Chia tay tại vì em đào hoa. Nhiều fan có những lần chia tay vì lý do đó không em? Nhiều lắm anh. Kêu fan nữ cứ mò tới. Nhưng mà ổng có chủ động, ổng có đáp lại. Ổng cũng trả lời với người ta nữa. Mong em tới là em chặn Zalo, em chặn Facebook, em chặn hết. Lấy Zalo của em chặn liền.
xóa kết bạn chặn luôn đó, làm trước đánh phủ đầu trước liền. Nhưng mà em về em cũng gây ổng là sao về bắt đầu giận hờn gây rồi đòi chia tay chia chân đồ đúng không? Dạ chia tay lâu không? Dạ cũng 2-3 ngày. Chia cho vui vậy thôi chứ chia gì. Chia tới 2-3 ngày. Bên đây chia là chia dằn mặt, bởi vì bên đây ta cũng dằn mặt lại. Thôi thật ra cái đó anh nghĩ đó không phải là sóng gió, không có biến cố gì đâu, nó là những cái gợn nhẹ thôi. Bây giờ tụi em đã vượt qua được rồi. Dạ. Đó bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi, có em bé 3 tháng rồi. Thì bây giờ mình qua cái phần thứ nhì đi. Coi như đại hội vạch mặt đó. Vui tật xấu. Những thói hư tật xấu nào còn tồn tại, mình nói ra để mình mong muốn chồng mình, vợ mình thay đổi, để gia đình mình hạnh phúc hơn. Anh nghĩ là bắt đầu từ em đi, người phụ nữ chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều sóng gió, chịu nhiều sự chia tay dài ngày. Không chịu nhiều, chịu nhiều những cái áp lực và ghen mà không có nói được á, là tại vì chồng mình đào hoa quá. Nhưng mà giờ đó, bây giờ đâu có bắt gặp được cái chứng cớ gì, đâu có nói được. Dạ. Tự ghen thôi. Rồi đó, bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì nhiều tật xấu lắm, nhất là ở dơ. Cười gì ông, thôi, ông, không ông, ở dơ à. Ông mắc cười không quá. Ở dơ đâu đàn à. Ông á là hết 80% là bà vợ. Miệng nói ra cái là ở dơ nè, bề bộn nè, bê bối nè, cẩu thả nè. Trời vậy là hên quá, vậy là không phải có mình anh. Rồi ở dơ nè. Em năn nỉ đi tắm mình như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm, kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về thú quắc bắt em hửi vậy á. Đó là không chịu tắm. Quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần, tiết kiệm nước cho gia đình không và cho xã hội. Ở dơ sống lâu chị ơi, thì đó thấy chưa. Khi nào 1-2 ngày không tắm rồi. Lâu lâu cũng có nữa. Em giặt đồ em phát hiện, em hỏi thì kêu tắm rồi. Xạo, tắm rồi sao không thấy áo quần. Mặc lại, trời ơi trời, lòi tiếng Huế luôn rồi kìa. Dạ. Người ta bức xúc dữ lắm, ta mới lòi tiếng dùng miền của người ta đó. Rồi sao nữa, có cái tật gì nữa không? Hay quên lắm. Ví dụ như em nhờ tối nay em tan ca là 5 giờ rưỡi, anh lên anh chở em nha, 6 rưỡi gọi điện, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Quên vợ trời luôn. Ơi quên luôn chị. Thì cũng phải 5 ngày xin lỗi đó chị. Trời ơi chứ sao nữa. Xin lỗi liên tục luôn. Bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử, em đẻ thì em không có quản lý ổng được. Còn bình thường em đi theo là như là ô sin vậy á. Tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó. Có khi mất luôn. Dạ. Vợ mà còn quên nữa không chị đồ. Rồi có nóng tính không nè, có nóng tính không? Dạ cọc lắm chị. Cọc tính. Bình thường rất là vô tư và hiền hậu, thánh thiện lắm. Rất là hài hước. Đúng rồi. Dễ thương. Mà khi đụng chuyện vô là rất là nóng tính, rất là đúng cọc. Không? Nhà em là làm giàu cho dây chai dữ lắm. Mày làm đồ. Dạ cứ cọc lên cái là bay một cái bàn phím. Trời ơi sao mà chi phí quá vậy. Tính ra mà nếu mà em mà không có tính đó là giờ là em chắc phải mấy căn nhà lầu anh. Trời ơi nó đập đồ không mà nó sắm nhà lầu đó. Trời ơi trời. Tại bàn phím em mua, tại vì em là xài là em hay là dân chơi game. Cho nên là bàn phím với chuột em mua toàn đồ mắc không à. Mà thường em dẫn vấn đề gì mà em đập? Cũng ghen, là ghen. Cũng là ghen. Là cái kiểu mà cứ thấy người ta nhắn tin là quy chụp là ghen. Mà nói hoài à. Rồi có kiểu nữa im lặng. Chẳng đây kể tật xấu của cô ấy không đi. Đúng rồi. Đó, im lặng lắm chị. Tức là hay im lặng ở đây có nghĩa là giận mà không chịu nói đúng không? Giận cái gì nè, buồn cái gì, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện em hay là buồn chuyện gì cũng không chịu nói. Mà cái tính em nóng nữa, cái gì mà bị cái gì là phải giải quyết liền. Phải giải quyết liền. Chứ không có để hoàng mai bực bội lắm. Đó. Rồi có gì nữa? Soi. Em lên sân khấu em hát hay ai cũng khen á, xuống bà chê. Thì luôn chị, nhiều lúc mà em muốn bỏ hát luôn chị. Chê nhỏ tự kỷ luôn á. Chê tự kỷ luôn chị, tủi thân lắm chị. Nè nha, hôm nay em hát bể hai chỗ nha. Không ai biết hát thôi. Hát lộn lời nữa. Rồi ha, hát sai lời ha, quên lời. Cái đó là tao quan tâm sâu sát. Và góp ý. Nhưng mà góp ý. Nhưng mà cái tỷ lệ khen nó nhiều hơn nó ít hơn tỷ lệ chê. Nghĩa là chị. Góp ý không đúng lúc, đúng là điểm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình thay đổi thôi. Xuống là đang lân lân trong chiến thắng thì cứ ôm cứ hung cái đi, trời ơi chồng mắc hay quá, mới giọng chồng ngọt ngào á. Mà anh ơi, như nãy em nhớ là anh có bị hát lộn lời cái này. Thấy chưa, em đã nói rồi, lo học lời đi, không chỉ cứ chơi game hoài. Trời đó, ví dụ chị Vân nhắc là em nhớ nữa thiệt luôn, cái vụ mà hung với lại cái vụ mà vậy ha, không bao giờ có nha chị. Thế hết luôn hả? Không có hung nữa hả? Không bao giờ lãng mạn được chị. Thiệt. Ngày xưa hả, em lúc nào em cũng nào cũng bắt đầu suy nghĩ nha, lên mạng học quá trời câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ, nổi da gà chị. Bị nổi da gà thiệt. Rồi hả, đi mua quà nha, trời hôm nay mua gì vậy, tốn tiền, không mặc. Mua hai cái đầm không mặc, trời riết nóng luôn, lấy đầm ra cắt luôn chị. Vậy đó hả? Tính nghe nóng mà. Thấy hai vợ không có bếp xài, bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà. Trời ơi, mua cái bếp chi vậy, nhà có bếp lửa rồi, mượn người ta cũng được. Em không muốn giờ em thay đổi gì đó. Trong những cái điều mà em kể ra, cái gì em cũng muốn thay đổi hết thiệt. Lâu lâu cho anh lãng mạn chút chứ để hả gồng quá rồi riết. Tức là anh khi anh lãng mạn đừng mọc ốc đó, em phải nói cụ thể vậy đó. Khi anh lãng mạn hãy hưởng thụ đi, đừng có bị mọc ốc. Thưởng không chịu hưởng thụ chị. Thiệt. Còn em muốn chồng thay đổi gì? Em muốn chồng là
bớt ở dơ lại, bớt bớt chơi game lại. Muốn hai điều đó thôi. Dạ. Thì kể cho nghe mới. Giống cái vụ bếp á, anh Tuấn Anh nhà chị á, ông mua về cho chị những cái bếp nướng á. Dạ. Chị cũng trời ơi ông xã, ôi em cần này dữ lắm luôn, nướng này ngon lắm luôn nè, này kia. Ôi thích quá à. Mình chưa kịp cái gì hết trơn á, qua ngày hôm sau không mua thêm hai cái nữa. Trời đất ơi, chỉ mình khác cái đó. Nó mua thêm hai cái nữa. Rồi xong đó bắt đầu chị mới phải nói là anh ơi, nhà mình cũng có hai cái trước rồi á. Nghĩa là ông mua rồi mà không nhớ. Hết thảy là 5-6 cái á, xong phải đem đi cho mọi người này kia nọ, để lâu nó cũng hư. Không mà thì mà theo kiểu mà chồng chị em, có khi em cũng vậy luôn á, tại lúc đó em mừng quá mà tiện thấy vợ. Đó. Không mà thấy vợ lãng mạn được em mừng quá mà là đó. Cái gì em cũng quên hết là em đi mua liền luôn. Thông qua câu chuyện này chị mới nói một số, mình không thể nào không lãng mạn với chồng được, mình cũng không thể nào mà mình khô khan với chồng mình được, tại vì cái người đàn ông á, khi mà những cái gì họ làm được, họ rất cần một cái người để hưởng thụ cái điều đó, mà cái người đầu tiên họ muốn đó là vợ mình, cái đó thực sự là như vậy. Sau đó đến cha mẹ mình, nếu có con thì sẽ là con, rồi đến bạn bè là sau cùng á. Ngược lại đó Quỳnh, vợ em bây giờ đang trong cái giai đoạn hậu sản, phải là một năm nữa thì vợ em mới ổn định về tâm sinh lý. Thành ra bây giờ ví dụ như có những cái lúc mà hơi cập cằn chút hoặc là mệt quá không muốn lãng mạn thì em phải thông cảm cái điều đó. Qua một năm sau bắt đầu á, em mở lại cái số này á, em mở lại cái số này trên YouTube cho vợ coi, nói nè vợ, đúng năm rồi ha, bây giờ là vợ hết cái thời kỳ mà hậu sản rồi, vợ làm ơn á, vợ thay đổi những cái điều mà anh mong muốn đi. Em hiểu cái gì không? Hiểu, là hiểu, ok. Rồi, coi như đây là kinh nghiệm liền. Kỷ niệm. Kinh nghiệm liền. Kinh nghiệm liền. Với tất cả những kinh nghiệm của chị Vân vừa chia sẻ, anh hy vọng là hai em ứng dụng vào trong đời sống được ngày. Và chắc chắn rằng là hai em sẽ gặp càng nhiều niềm vui. Cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ. Hai em giới thiệu cho mình đi. Em tên là Dương Minh Thanh, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Đồng Hạnh. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Và quê quán em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn đều sống ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Vậy thì chắc chắn là hai bạn gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Đúng không? Ở đâu? Em với ông xã em gặp nhau là trên xe buýt số 93, lúc đó tụi em còn đi học đại học. Xe buýt số 93 đó, nhớ rõ. Dạ. 93 nha. Cái ấn tượng đầu tiên của em với chồng em là cái dáng xinh xinh. Mà cái mặt á thì cười cái miệng vĩnh vĩnh nhìn có duyên. Vĩnh vĩnh như bây giờ đó đúng không? Nghe nói mà chúng chín vĩnh vĩnh này nè. Có nghĩa là ấn tượng đẹp hả? Dạ, rất là đẹp. Còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên vì vợ em á nói quá nhiều. Lỡ trên xe buýt hả? Dạ đúng rồi, trên xe buýt có một lần, trên xe buýt thì không có chỗ trống nữa, thì có ấy ngồi cạnh em. Vậy đó em mới chủ động hỏi nhà ở đâu, học ở trường nào, ngành gì. Có hỏi thêm câu là bạn ơi sao bạn nói nhiều không? Không có hỏi vậy. Sao bị dám hỏi luôn. Rồi lúc yêu nhau có gì vui không? Kể ngay chơi. Tụi em cũng là bạn, quyết định là bạn nhau 3 năm. Trong thời gian làm bạn thì ảnh cũng thường hay đến nhà em chơi. Cũng có cảm tình với ảnh rồi. Mà theo giờ em dò ý ảnh thì ảnh nói anh có một bạn gái rồi. Và nó không hiểu sao bạn gái rồi mà cứ đến nhà mình hoài vậy. Cái xong tới một ngày là ngày 14/2, cái ngày đó là em đi bóng bông với bạn, mấy bạn sinh viên của em. Cái em gọi ảnh ra nói là Thanh ơi, hả, ra bóng bông giùm Hạnh đi, 14/2 mua tặng bạn gái nha. Rồi Thanh có ra không? Em ra. Tại vì lúc làm bạn á, em không có dám là nói là mình thích bạn, lại hơi nhát. Thì khi mình gọi điện thì em nghe giọng cô ấy á, là có cảm giác là buồn. Em biết hiểu lý do vì sao rồi. Thì em mới hẹn để anh ra rồi chở em đi vòng vòng chơi. Thì chở vòng vòng thì đến đoạn thì cũng hơi phán. Mới dừng lại. Dừng lại làm cái gì? Hành động cái gì? Dạ, thì em đụng cái tay vô cái hông ảnh. Cái giật ra. Em giật mình. Giật mình luôn. Lần đầu tiên có bạn nữ. Nói vậy trơn. Giật mình rồi giật ra. Đẩy tay rồi còn hay ra. Tự nhiên là không ai, không cho ai xâm phạm lãnh địa của mình. Đúng rồi. Có khi nào là em nhột không? Nhột, hiểu quá nhột mà chắc em... Thế hồn sợ ai xâm chiếm mà. Quen nhau 3 năm rồi mà đụng vô mà còn giật ra. Sao em giống anh quá vậy? Khi mà bị anh đẩy ra thì là chắc giận hả? Vì quê, vì giận. Mà không biết nó khó chịu gì. Mới đụng nhẹ không mà giật ra. Mà trước đó là em đã từng đụng ai chưa? Dạ cũng chưa. Em chưa từng đụng ai mà chồng em chưa từng bị ai đụng. Nên bây giờ mới đụng nhau. Đụng nhẹ đụng nhau. Đụng mà đụng nhau. Nhẹ thôi đó mà phản ứng gì đó. Rồi sau khi mà yêu nhau rồi là chỉ biết có nhau thôi. Chứ còn bạn này cũng biết một bạn nữ nào khác. Rồi bạn này cũng biết một bạn nam nào khác. Nếu vậy thì lúc mà các bạn phải thực sự biết nhau thì các bạn
làm điều đó như thế nào? Đụng nhau. Dạ. Cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ô trọc của mình á, các bạn làm điều đó như thế nào? Cái ngày đó em nhớ, cái tụi em quyết định đi hướng tuần trăng mật ở Nha Trang, Đà Lạt, nghĩ là sẽ có một tuần trăng mật thú vị. Cái đến ngày đó thì ba mẹ hai bên thì thấy hai đứa còn nhỏ cũng đưa đi đâu xa, cái nên cử ba mẹ vợ và em vợ đi cùng. Dạ. Cái xong rồi cái tuần trăng mật của em chỉ có đi lặp lại một cái điệp khúc duy nhất á là đói. Cái mẹ nhắc em là nhớ thay bộ đồ ngủ đẹp nha, mẹ mua cho con á. Dạ con cũng thay rồi. Cái em nghe nói chuyện cái chồng thấy em thấy cô ấy mặc váy ngủ thì nói chung là đẹp, nó đẹp, nhìn nó là hấp dẫn, thì cũng tiến tới gần thì cũng sờ sờ vậy nè. Cứ sờ sờ cũng đụng đụng cái rồi cái cô ấy là nhọt quá đẩy ra. Em bực mình quá tiến tới ôm chặt luôn. Bắt đầu đụng cái em la đau, đụng vô là đau, đụng cái đau thì chị làm hết đau không đau sợ luôn. Rồi sao nữa thì mỗi đứa cái ôm rồi sao ngủ rồi đất ơi. Cờ tới tay rồi mà trời ơi, để vô người cờ. Mỗi người ôm cái mà lăn ăn ngủ gì hả? Em thấy là cô ấy la đau với lại sợ quá, em cũng hơi sợ hơi lo, làm em cũng mất hồn theo. Mất tự tin luôn tuần liên tiếp như vậy hả? Dạ. Khoan cho anh hỏi là trước cái đêm đó đó thì mẹ em có dạy cái bí quyết đụng không? Dạ, mẹ em chỉ nói là gia đình thì về chăm sóc thương yêu chồng này kia thôi. Chuyện vợ chồng thì tụi em tự biết. Mà em thì em không có suy nghĩ gì là chuyện sao hết. Em chỉ nghĩ là người ta làm sao mình vậy thôi. Người ta làm sao mình vậy thôi. Mà cuối cùng mình không có giống người ta. Còn Thanh, bây giờ trong thời buổi này thì rất dễ mà đúng không? Chỉ cần lên mạng rồi học hỏi kinh nghiệm là có hết. Em từ nhỏ đến lớn thì lo học, những cái kiến thức về giới tính nó rất là ít. Tính em cũng ngại nên không có tìm hiểu vấn đề đó trước hôn nhân. Trong cái cơ quan làm việc thì cũng có đồng nghiệp á chỉ bảo trước dày á, nhưng mà ngại quá không làm theo. Trời ơi, đúng như cái câu chị nói đó, luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu đó đó. Nhưng mà để tò mò quá để hỏi, trong một tuần lễ đó là đêm nào cũng ông có mỗi đứa một cái ngủ rồi cứ nhột cứ đau sợ rồi đau rồi sợ. Lúc đó khó chịu lắm. Rồi thì bao lâu mới cho đụng? Khoảng vài ngày sau thì em không biết hiểu sao mà chồng em cũng biết chút xíu. Em cũng cảm giác thì cũng được thì cũng khoảng hơn 10 ngày tân hôn rồi á, thì em cấm giận chồng em 2 tháng. Ôi sợ. Sợ thiệt luôn. Sợ thiệt luôn. Thanh, em làm sao mà để vợ em cấm giận vậy? Em không hiểu. Thì khi mà hưởng tuần trăng mật về đó thì em cũng tìm hiểu trên sách báo và mạng, biết những cái cách để mà vợ chồng với nhau cũng áp dụng như vậy, cũng nói chung là rất là nhẹ nhàng. Rồi không hiểu vì sao sau lần đó rồi cấm vợ em về 2 tháng. Ây da, trong 2-3 tháng em làm gì? Em về cũng thích quá, gần rồi ôm hôn nhau gợi ý, nhưng mà cái cô ấy đẩy ra nói đẩy em từ từ rồi nói em vẫn sợ quá. Đó thì cứ vậy đó. Rồi cái 2 tháng sau em mới nói giờ hết sợ chưa? Đụng được chứ em. Sau đó thì mọi chuyện sao này ý suôn sẻ. Bây giờ là đụng hả? Tính khi có con rồi thì mọi thứ nó tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nếu em cho điểm chồng em á thì là em trên trung bình hay là dưới trung bình? Bây giờ hả là xuất sắc luôn á chị. Nhưng mà em có thấy rằng là nếu như ông xuất sắc như vậy á, chắc chắn ông phải như thế nào mới học giỏi. Em có suy nghĩ trong đầu không? Lúc đầu em cũng nghĩ là không biết tại sao mà học sinh yếu mà sao giờ lên xuất sắc nhanh dữ rồi. Cái cũng nghi nghi. Lúc đó là em ghen rồi đó. Em ghen đủ thứ đó. Lúc đó vợ em phản ứng em thấy khó chịu không Thanh? Rất là khó chịu. Mình dở thì cũng nói, mình tốt cũng nói. Nhưng mà em học hỏi những cái kinh nghiệm đó từ đâu? Em hỏi là không có chia sẻ hay không? Đó, bởi vì em né. Chủ yếu là em tham khảo trên sách báo với lại trên net. Chứ hoàn toàn là không đi thực tế. Không đi thực tế. Ôi, hai vợ chồng á, khi lấy nhau về rồi á thì em phát hiện ở chồng em có cái điểm xấu gì không? Lúc mà em quen á thì thấy hiền lắm, mà mẹ dặn mình đàn ông á hiền, càng hiền là càng nóng tính dữ lắm. Em thì em không có suy nghĩ nhiều, em nghĩ thì nóng tính thì nói lớn tiếng thôi. Mà mỗi lần mà em mà nói cái gì thì mà không vừa ý á, mắt long ra này nè, trời ơi em nhìn em sợ luôn á. Đâu em mở to nhất á, tháo kiến nha, mở to nhất á.
Không, ngoài ra còn cái gì nữa? Mê cái gì mà mê, mê dữ lắm. Lớn vậy mà coi phim hình. Trời ơi, coi cái lương. Trời ơi, say mê cái lương. Hồi xưa em có cảm được, bây giờ em có ráng được nghe vợ tân cổ rồi. Ừ. Em mê nghe cải lương nhưng mà em biết hát cải lương không? Từ nhỏ ấy, em sống với bà đó, thì bà em rất là mê cải lương. Em cảm thấy từ nhỏ luôn. Biết hát, hát thử một câu nghe chơi. Rồi hát một khúc xíu. Hát được đi, hát được đi, năm sau cho đi thi bông lúa về. Một, hai, ba. Son ơi còn đâu, gãy đôi nhịp cầu, gãy đôi nhịp cầu. Nàng ơi có nhớ nhớ gì đang thấy trời. Đây là con nói thật, con đây là lần đầu tiên con nghe chồng con hát cái lương luôn á. Tại ở nhà mà nó không có cái nhịp lên lận đấy. Thôi thôi, anh đợi trên sống đó. Chính vì em vậy, bởi vì chồng em không mạnh dạn để mà thể hiện giọng ca của mình đó. Thanh, vậy thì nãy giờ vợ em là khui cái thật xấu của em rồi đó. Bây giờ vợ em có thật xấu gì em khui ra đi. Ghen lung tung, ghen bậy bạ. Bạn nữ ghen thì ok, mà bạn nam cũng ghen nữa. Trời ơi, như vậy giới tính em có vấn đề hả? Không phải đâu ơi. Tại vì hả, tối thì em thích nhìn về hai chồng nằm trò chuyện tâm sự cả ngày, đi làm về kể chuyện công việc này kia để em cũng hiểu chồng em. Mà ngồi chat chứ, em hỏi chat dài, chat gái hả? Nó không, chat với bạn anh, nói bạn anh ai, cái em nhìn cái nick, em thấy hình em nói trời ơi, hả, con trai mà hả, con chat với con trai nữa, gì đâu mà kỳ cục vậy, chat gì mà từ hả mấy tiếng đồng hồ rồi, chat dữ lắm. Khiếp thiệt hả? Rồi bây giờ còn chat không? Giờ còn, mà hết ghen rồi, giờ biết rồi. Ngoài cái tính ghen ra đó, còn cái gì nữa không? Rất là mê ngủ, thứ bảy chủ nhật á, ngủ thì sáng dậy 2-3 tiếng sau, ăn sáng xong lo đi ngủ nữa rồi. Thì em cũng muốn vợ em thay đổi. Nói chung coi như là bớt ngủ đi đúng không? Còn bạn, bạn muốn chồng bạn thay đổi cái gì? Dạ thì chồng em thì chớt nóng thì... Hai bạn cảm thấy rằng những cái điều mà mong muốn thay đổi ở người bạn đời của mình á, các bạn có thể đáp ứng được không? Đáp ứng được, nghe cô ấy thì cũng cố gắng thay đổi. Em thì em nghĩ là bớt ngủ thì dẫn em đi chơi đi, ở ngủ. Như thế này, em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi giờ mà hai em giới thiệu về mình. Bạn phải đoán nè. Đoán hả? Dạ đoán nha. Em phải người Ukraine không? Dạ đúng rồi. Ủa sao chị hay vậy? Sao chị biết? Trời em tưởng đâu đi là... Em có phải là người Hà Nội không? Em là người Hà Nội. Hay không? Trời hay quá. Giờ thành thầy bói được luôn rồi. Chị bói hả? Sao hay quá luôn á. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Nói chứ không phải đoán đâu. Tại vì á, thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á, là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy. Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Chồng người Hà Nội. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Để em vợ giới thiệu trước hay chồng giới thiệu? Để em giới thiệu trước. Rồi mà em. Em tên là Sofia Phan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sofia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Quá trẻ so với tuổi. Như là Sofia có chơi TikTok này đúng không? Dạ vâng, em có TikTok, YouTube. Hai vợ chồng cùng làm TikTok đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Mình có coi rồi. Dạ. Có coi TikTok của hai bạn này rồi. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Sắp tới nhìn hiền, nhìn đây hiền đúng không? Không có hiền. Lên trên TikTok là khác. Không có hiền tí nào, trôn vợ không à. Thật ra lúc đầu vợ chồng em cũng chỉ quay TikTok để cho vui thôi ạ. Nhưng mà đến lúc sau thì thấy được mọi người ủng hộ nhiệt tình, cho nên là vợ chồng em cũng cố gắng quay để cũng để giữ lại khoảnh khắc đẹp của gia đình. Dạ. Không ngờ là được rất là nhiều người ủng hộ đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn nhỏ 18 tháng dạ. Thì bạn ấy có tham gia trong clip nào chưa? Có chứ. Chắc em là được nhiều thì... người mến mộ lắm đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn, Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine. Chứ em không sinh ra ở Việt Nam. Em sống ở Ukraine một thời gian. Xong rồi sau khi hai vợ chồng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U, xong rồi mới quyết định về Việt Nam để xem, một là xem thị trường, hai là để thử sức mình ạ. Dạ. Nhưng mà ba mẹ em là hiện giờ thì ở đâu? Bố mẹ em thì cũng ở Việt Nam ạ. Nhưng mà không cố định ở một thành phố. Mà do công việc cho nên là bố mẹ em đi lại đi Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội đi liên tục.
Nhưng mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Dạ, em theo học marketing từ hồi học đại học, xong rồi lên thạc sĩ em học tiếp về marketing. Nhưng mà bây giờ thì em ở Hà Nội thì lại em ở chung với bố mẹ hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, hai vợ chồng hiện tại đang ở riêng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà là ở ngoài Hà Nội. Ở ngoài Hà Nội ạ. Dạ. Sophia có làm, Sophia làm gì? Em làm content creation. Nói chung là làm kế hoạch cho các video trên TikTok và YouTube của mình và chỉnh sửa video. Editor. Đúng không? Dạ. Mà thường là em dựng trên trên máy tính lớn hay là em dựng trên điện thoại trực tiếp? Tạm thời chỉ dùng trên điện thoại, edit trên điện thoại. Giờ rất tiện. Dạ. Chỉ cần một điện thoại. Dạ. Em cũng chăm em bé cho nên là không có nhiều thời gian tiện. Ô, như vậy là Sơn là du học sinh ở tại Ukraine và phải. Cô bé này em sinh ra ở bên đấy luôn. Ra ở Ukraine. Ồ vậy hả? Dạ. À, bạn này là người Ukraine nữa thì chắc chắn là các bạn quen nhau ở tại Ukraine là hoàn toàn hợp lý. Dạ vâng. À, nhưng mà là chắc là quen để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau trong một cái trường, có thể là trường trung học. Và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã, đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Tức là quen nhau lúc mà đang học đại học. Dạ vâng ạ. Cỡ 20 năm thứ nhất hay là năm cuối? Năm thứ nhất là cỡ 20 bắt đầu từ năm thứ hai. Dạ. Tức là tầm 20 mấy là quen nhau rồi. Dạ vâng. Nhưng mà em học ở trường đại học đó, em có học tiếng Việt không? Em không ạ. Nhưng tiếng mà Việt lại gặp một cô gái Ukraine. Dạ. Lại học cái ngôn ngữ của quốc gia mình. Dạ đúng ạ. Đúng chưa? Dạ. Chắc có lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ Jun. Hỗ trợ luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Sao không học tiếng Lào, Campuchia? Không có, không có. Anh hỏi Sophia nè, vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, sâu vô vấn đề. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Thì từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng và làm quen. Xong rồi tìm xem cô ấy cần những cái gì, đang thiếu sót những cái gì thì mình bắt đầu mình tìm cách để mình hỗ trợ và bù đắp. Mà đã vậy là còn phát huy được kỹ năng nữa. Em học ngoại giao nữa đúng không? Dạ, dạ. Cho nên là bây giờ là tiếp cận được Sophia là còn phát huy được cái kỹ năng trong cái sở trường học của mình. Không, cái này anh hỏi anh tò mò nha. Dạ. Là anh được biết là các cô gái Ukraine rất đẹp. Mà phải nói là về nhan sắc là đứng, phải nói là trong hàng top trên thế giới luôn. Hả? Vậy thì ngoài, anh nói thật nha, ngoài Sophia ra thì trong lúc đó em còn có tia bao nhiêu cô gái nữa không? Thì tất nhiên là cái này nói hơi khó. Không biết cô hiểu không ta? Hiểu hết rồi. Sophia hiểu hết đúng không? Tia. Thì tất nhiên là thời sinh viên thì có rất là nhiều bạn gái người U đẹp và quyến rũ. Nhưng mà em từ khi gặp được Sophia là em đã cảm thấy là có một cái gì đấy kết nối em với Sophia. Từ khi gặp Sophia là lúc đó cứ cho như là em 20 tuổi đi. Dạ.
ở trước 20 tuổi á, là em chưa gặp Sofia, là em có gặp cô gái người Việt nào không? Tức là trong cái bộ sưu tập về người đẹp của em á, là có cô gái người Việt nào không? Thì ở đấy, ở bên U ấy, thì cộng đồng người Việt nó cũng không đông lắm. Mà em ở thành phố Kiev thì cộng đồng người Việt cũng nhỏ thôi. Em lại sinh ra ở U cho nên là cách sống với cách nhìn nó hơi khác một chút. Có thể là nó không hợp với những người con gái Việt. Đấy thì em cũng không... Có nghĩa là chưa dạ, có chưa, một cô chưa. Bạn người Việt. Dạ đúng rồi. Nhưng mà người U thì có đúng không? Người U thì chắc có thì vậy không? Hỏi nhầm Sofia. Rồi bây giờ tới Sofia nè. Sofia có nhớ là lần đầu tiên Sofia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, mình nhớ em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều đến anh Sơn. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình, rất là người kiểu giúp đỡ, muốn giúp đỡ. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Mà Sơn là người bạn trai Việt Nam duy nhất hay là trước đó em có quen với con trai Việt Nam chưa? Trước đây em đã sang Việt Nam để thực tập tiếng Việt ở bên trường xã hội và nhân văn ở Hà Nội. Thì cũng ở đó có nhiều bạn trai người Việt mà khen em. Thích em. Dạ thích em. Nhưng mà chưa có quan hệ. Em chưa thích ai hết. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Nhiều bạn nhưng mà em chưa yêu ai hết. Bởi vì em cũng thấy nếu có quan hệ với người Việt Nam nội địa thì nó cũng khó một chút. Bởi vì mình thấy anh Son là Việt Kiều từ Ukraine cho nên là rất là dễ giao tiếp. Nhưng mà trước khi quen Sơn thì em có bạn trai chưa? Dạ có. Mà gặp Sơn. Dạ. Rồi sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì như là chiếm được cái tình cảm của con? Khi mà bắt đầu từ cái lúc mà em với Sofia quen nhau ấy, thì bạn em cũng bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Tại vì sở thích cũng giống nhau, cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Thì cũng thời gian nó cứ trôi qua dần dần thì bọn em bắt đầu có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Mấy tháng là cuối dính? Mấy tháng? Chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm, nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Dạ. Vậy là trong nửa năm đó là Sofia có nói sỏi tiếng Việt không? Coi như em cố gắng hết sức để mà dạy tiếng Việt cho Sofia gì đúng không? Dạ vâng. Em cũng cố gắng hỗ trợ cho Sasha về vấn đề tiếng Việt, xong rồi phong tục tập quán của Việt Nam. Những cái gì mà Sasha không hiểu thì em luôn luôn cố gắng giải thích. Còn nếu mà em cũng không hiểu nữa thì em lại phải nhớ đến bố mẹ. Em mình cũng được sinh ra ngoài bên đó mà. Dạ vâng, đúng rồi. Như vậy thì cái kết quả thi của Sofia có đạt thành tích tốt hơn so với các bạn không? Tại em học về ngôn ngữ Việt mà đúng không? Dạ, người Ukraine sẽ gọi người Việt à? Lúc mà em thi á, tại vì em học bên ngôn ngữ Việt đúng không? Dạ vâng. Vậy lúc em thi á, thi tốt nghiệp á, dạ. Cái thành tích của em có cao không? Dạ cũng cao, là 90 từ 100. Dạ. Là có cái sự giúp đỡ của Sơn nhiều không? Có chứ. Không có đèn hỏi Sơn nè. Thật ra là trong cái tiếng Việt Nam mình á là rất khó nha. Dạ. Nhất là trong cách phát âm. Dạ đúng rồi. Vậy thì em có nhớ cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc nó liên quan đến cái việc gọi là em dạy cô ấy phát âm không? Có câu chuyện vui nữa không? Hả? Về phát âm sai thì trong đời thường do tiếng U nó cũng là không có dấu, nó cũng giống như các tiếng châu, cho nên là khi mà Sofia phát âm nhiều lúc là Sofia có thể nói nó sai từ ấy. Em có nhớ cái từ nào mà sai không? Mà nó vui vui ấy. Từ nào nhà vợ có nhớ? Em nói sai nhau quá. Tại vì thật ra tiếng Việt Nam mình rất khó nha. Dạ. Vâng, rất khó cho nên là thật ra
để mà nói ví dụ cụ thể thì cũng khó, tại vì trong đời sống bình thường cứ sai ấy, thì em sẽ cố gắng sửa cho sạch ra. Rồi là yêu sau 6 tháng là bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em á? Dạ vâng, có bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Chưa đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho xe kia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Dạ vâng. Là em đưa Sophia về với bố mẹ em trước, rồi em mới qua gặp bố mẹ của Sophia. Đúng rồi. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà xe xe là sau khi em đi du học ở Anh về. Em du học ở Anh về là em qua luôn từ sân bay, em chạy qua về thẳng nhà xe xe để làm quen với bố mẹ xe xe luôn. Rồi ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Biết bạn chỉ trai biết là không? Dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Thì em nghĩ là mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ phải hỏi Sophia, sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Có thích không? Có thích không hay là? Vâng, em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Và nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ, bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà Sơn đến nhà em á, Sơn mua cái gì tặng cho bố mẹ? Dạ bạn có chắc mua sô cô la, trà thì Anh. Đúng rồi, trà thì Anh. Trà Việt Nam hay là trà Anh? Trà Anh. Trà Việt Nam. Dạ. Trà từ Anh. Rồi, nghĩa là sau đó là coi như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đó. Như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là trắc trở, khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau không? Có ghen hờn gì không? Đó. Thật ra tình cảm tình yêu của bọn em yêu nhau là 4 năm. Trước khi cưới. Bọn em phần lớn là phải yêu xa, tại vì lúc bọn em yêu là em phải em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Ủa như vậy là em học thạc sĩ ở Đức. Dạ. Rồi em đi qua Anh em học cái gì nữa? Em qua Anh trước, em du học xong rồi em mới qua Đức. À. Dạ vâng. Coi như Ukraine là quê hương của cậu rồi. Qua cậu Anh, xanh ở đó rồi. Anh học xong rồi qua Đức. Đúng rồi. Dạ. Lên. Đó. Rồi sau đó bắt đầu yêu xa hết. Yêu xa hết 4 năm ạ. 4 năm. Yêu nhau 4 năm. Dạ vâng. Mà xa nhau 4 năm luôn. Dạ. Nhưng mà thì trong cái mình em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Rồi như vậy là anh đoán nha, tức là sau khi đi học về và đi ở bên Anh về đi thẳng qua nhà Sophia. Dạ. Sau đó là coi như là chắc cũng vài tháng là hai đứa đám cưới đúng không? Không ạ, à, em nhớ là cái hồi anh là đi du học từ Anh về là em ở được vài tháng, xong rồi em chuẩn bị giấy tờ để đi du học thạc sĩ ở Đức. Thì sau 2 năm ở Đức, xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Dạ. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Lý do hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam. Và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang. Là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Dạ. Nhưng bây giờ nè, hỏi thiệt hai đứa nè, sống ở Đức cũng có thử rồi. Dạ. Ở Anh cũng có thử rồi. Dạ. Ở U thử rồi. Việt Nam giờ thích sống ở đâu nhất? Thấy ở đâu sống là phù hợp với mình nhất? Em thì thấy ở Việt Nam mình cũng là người Việt. Nên là em cảm thấy rất là thoải mái, với con người rất là thân thiện. Với cái quan trọng nhất là ở Việt Nam rất là dễ để kinh doanh. Về vấn đề kinh doanh thì em thấy ở Việt Nam, tại vì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển. Nên là bạn bè nước ngoài của em cũng đầu tư rất là nhiều về Việt Nam. Dạ. Tại vì còn Sophia thì sao?
em Sơn á là người ta gọi là lá rụng. Lá rụng về cội. Lá rụng về cội rồi. Còn Sophia thì sao? Em ở Việt Nam không? Em rất thích ở Việt Nam. Em cũng thấy ở đây rất là thoải mái. Nói chung là mình cũng thích thời tiết ở Việt Nam. Bởi vì mùa đông không lạnh như ở bên châu Âu. Ukraine lạnh lắm đúng không? Dạ, Ukraine lạnh lắm. Rồi anh muốn biết là cái lễ cưới của em ở bên Ukraine thì cái phong tục của hai quốc gia đó, tại vì dầu gì cái gốc em cũng là người Việt Nam. Dạ. Em cũng hiểu về đám cưới của người Việt Nam đó, vậy thì cái lúc mà tổ chức đám cưới của các em á thì nó có cái điều gì khác biệt không? Lúc tổ chức đám cưới ở bên bên Ukraine thì bọn em chú trọng về về phong tục tập quán của U và phong tục tập quán của Việt Nam. Mỗi chỗ mỗi bên lấy một chút. Lấy tại sao vì đâu? Ví dụ khi gia đình chú rể qua đón cô dâu thì cũng phải chuộc. Có nghĩa là phải tặng quà, tặng tiền cho em gái hoặc là em trai. Mua chuộc đó. Mua chuộc ạ. Dạ. Khi mà mua chuộc được xong, rước cô dâu về thì bắt đầu thắp hương. Thắp hương bàn thờ tổ tiên. Wow. Thì thắp hương xong thì mới bắt đầu là tiến hành đến nhà hàng. Thì do là số lượng khách cũng đông, là một hai là không có thời gian để tổ chức chi tiết hơn ấy. Cho nên là gia đình cả hai bên đã quyết định lấy những cái thứ quan trọng nhất của hai nước để tổ chức phối hợp lại. Dạ vâng, đúng rồi. Em cái vụ mà mua chuộc á chẳng qua là hình thức thôi đúng không? Hình thức thôi ạ. Có bao giờ mà mua chuộc mà mấy cô em gái ở nhà không chịu, cái là không cưới được không? Không chịu thì lại phải tìm cách để nhiều nhiều hơn, nhiều quà hơn để mua chuộc. Lầy. Em nhớ cái đợt đó em mua chuộc em gái của Sophia, em mua chuộc gì không? Hết nhiều, tức là đó đó đúng rồi đó. Và em mua chuộc vật chất là những gì? Em gái thì đưa tiền, em trai thì đưa xe ô tô. Em trai Sophia lúc đó mấy tuổi? Em trai 8 tuổi. 8 tuổi mua ô tô, đồ chơi đúng không? Dạ, điều khiển đúng không? Dạ vâng. Điều khiển. Còn em gái là bao nhiêu tuổi? Em gái thì 18 tuổi. Vậy là biết xài tiền rồi. Dạ vâng. Cho nên là mua chỗ bằng mini. Dạ vâng. Rồi. Coi như hai đứa là suốt quá trình yêu nhau là chỉ có yêu xa thôi. Dạ vâng, đúng. Suôn sẻ, không có giận hờn, không có chia tay, chia chân, không có gì hết trơn á. Tất nhiên là có ghen tuông rồi giận do là nhau. Do là cả hai là phải yêu xa cho nên là bọn em đặt ra mục tiêu là cố gắng học xong thì sẽ tổ chức đám cưới và về với một nhà. Nên là do có mục tiêu cho nên là cả hai bên đều cố gắng theo cái mục tiêu đó. Dạ vâng, tất nhiên là sợ yêu xa 4 năm thì những ngày lễ, những cái ngày Tết, những cái ngày quan trọng, ví dụ ngày lễ tình yêu thì hai đứa không được cùng nhau thì nó cũng rất là tủi thân. Nhưng mà cũng chỉ vì mục tiêu thôi ạ. Chỉ vì mục tiêu cả hai. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, dạ, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, dạ, em có sợ mất Sophia? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh mà Sophia lại lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam, lại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có okay. Ghen Sơn ghen không? Dạ. Anh Sơn có ghen không? Có. Đang hỏi giai đoạn cho yêu nên là trước, giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. À. Em phải xin bố mẹ của em có được không? Coi như là xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây, đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ năm 2018. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này. Ai cũng có. Đâu Sophia kể đi, cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất? Thay đổi. Thì ra hồi xưa em thấy anh Son thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ.
kiểu ở châu Âu đã nộm nó phải như thế, gentleman. Và lãng mạc nè rồi gì nữa. Và em thấy anh Son thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy bởi vì anh Son là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Và em rất là thích đàn ông, nó không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ, kể tiếp. Kể tiếp tật xấu anh đi. Kể tiếp đi. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn còn gì nữa? Có gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage chan. Mình thích massage chan. Có nghĩa là ít khi làm massage chan. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? Không. Thích anh chủ động làm. Giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn. Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác nhưng mà sơ bội em thì không nóng tính. Nóng tính với người bên ngoài. Dạ, vâng. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không, nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á là đó giờ là em có biết rằng là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ. Em mới biết là vợ em thích massage. Em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì làm. Dạ. Nhiều hơn. Em muốn nhiều hơn. Em muốn nhiều hơn. Thôi giờ còn gì nữa không, hết à? Dạ hết rồi. Có bừa bọn vứt đồ lung tung không? Không còn vấn đề. Rồi bây giờ khui luôn nè. Có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không ạ. Có chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít khi. Thôi vậy cũng không phải thật xấu nha. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chan luôn. Yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn ba lần một tuần. Đó. Ba lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5 chọn. Người chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sophia. Chắc nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhờ em cũng xem được. Trời ơi. Biết là biết gài liền luôn. Bắt tay là đồng ý. Cảm ơn anh với chị Hồng Vân nha. Em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sophia có thật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sophia hay lập luận sai ấy, thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình, không chịu thay đổi. Là bướng à? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là tật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh xinh châu. Trời, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Son là phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích. Sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì đi, cà phê sữa nóng. Bánh mì bơ. Em có ăn bơ không? Đó có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad đó, hoặc là gì? Sesame, không phải cái gì gọi là salami. Salami. Dạ đúng ạ. Ăn hoặc phô mai ngày này. Luôn. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Và Sophia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Nhưng mà sau đó ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối luôn ạ. Ăn trưa, ăn tối. Ăn trưa thì em thấy Sophia ít. Phần lớn là ăn tối, ăn sáng, ăn tối. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Khó chứ ạ, cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn? Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên làm Facebook gì có người thật. Hoặc là tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc,
thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là sẽ bắt đầu trêu hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về vấn đề cuộc sống gia đình, tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ, ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Dạ, 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 dạ. Cách dạy con này ai là người dạy? Em là người dạy. Bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sophia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sophia? Xung đột nói để nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý, tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam, cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy theo sống theo kiểu châu Âu thì cũng không đúng lắm, cho nên là nhiều lúc là cũng phải góp ý để cho em bé cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ vâng. Rồi ở mỗi nơi một chút. Dạ đúng. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý. Dạ. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau. Dạ, vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi nước ngoài là để tự đứng lên. Còn người Việt Nam mình là không ạ. Trời. Xong rồi đánh đất gì tùm lum hết. Đó thì thường những cái đó là dễ xung đột lắm. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã là sinh ra ở Ukraine, cho nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ vâng. Và bố mẹ của anh Sơn cũng sống ở bên Ukraine 20 năm. Hơn 20 năm. Cho nên là bố mẹ em cũng hiểu, cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Nếu như có. Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi, thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt thôi. Tại vì mình yêu vợ mình, cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. Nhưng mà Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng, nếu mà như vậy á, thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không? Đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia, đó là nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia. Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. Nói bằng tiếng Ukraine mong mình muốn anh Sơn sáng nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và một bánh xin chào cho em và một tuần và tuần. Sau đó một mùa bánh xin chào cho bé Alisa nữa. Nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì? Và ba lần massage. Trời ơi. Ơi. Sơn đỏ mặt luôn kìa. Đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó. Ok, hôm nay nhân dịp đến với chương trình này thì thật sự là trước khi chia tay các bạn thì phải nói là rất là chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp, và để có được ngày hôm nay rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều câu chuyện yêu thương với nhau. Và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn. Chúc cái kênh TikTok càng ngày càng chị view nha. Cảm ơn. Và chúc luôn hai đứa mau sớm có thêm một bạn. Dạ. Có muốn không? Có chứ ạ. Rồi, anh trước khi tạm biệt, anh chúc cho Sơn và Sophia nha. Không có đợi lâu nữa. Bé trai nha. Vài tháng nữa sẽ có tin vui. Và qua năm sau sẽ có một em bé
tuyệt vời à, đến với gia đình của Sơn và Sophia, và đó là bé trai.